Chào cả nhà yêu nhá. Hôm nay Kim Huệ lại quay một video sau khi mà Kim Huệ đã làm xong đám cỏ và cuốc sới, đồng thời bây giờ là đã gieo rau, và bắt đầu từ giờ trở đi là Kim Huệ chỉ có việc chăm rau. Từ giờ đến Tết thì sẽ được thu hoạch. Chào cả nhà nhá. Đây cả nhà xem quy trình làm rau đến bước thứ hai của Kim Huệ. Đã xới xong đất và gieo rau. Thấy sương muối gió bấc cho nên là Kim Huệ lấy luôn bèo. Bèo còn gọi là sen để ấp lên mảnh đất. Ấp lên mảnh đất. Đấy. Gieo xong rồi. Chỉ có vào tuần thôi là nó nở bác Thuận nhờ. À, rác 4 hôm là nở. Vâng. Đấy. Thì từ giờ đến Tết là được cái thu hoạch rau đấy. Vâng. Đấy. Đây đã xong lứng rau. Và may quá nước đã về. Đây. Đấy, nước đã về rồi thì tha hồ là Kim Huệ này, các chị em ở Lũng Xuyên, Yên Bắc, Duy Tiên là Nam tha hồ có nước tưới rau. Đấy. Đấy, Kim Huệ đã gieo rau xong. Ô gia, cái ô gia này không biết nhà em mua như 80-90 nghìn hay sao? Ô gia nhựa. Vâng, đấy. Đám rau của bác cũng đẹp quá rồi. Vâng, bác Khơi vừa thấy đây à, kia đang đang làm ở đằng kia. Đâu, bà Tám chứ. À, bà Tám, Tám Hòa. À, thế à? Ô. Đấy. Luống rau này hôm nọ trông nó còi còi nhờ, thế mà hôm nay đã chuẩn bị được ăn rồi. Nó ấm lên. Vâng. Nó ấm lên là được ăn, có cái gì. Vâng, đấy. Vâng. Đẹp quá. Đây hôm nọ trông đẻo đúng không? Hôm nọ trông đẻo, hôm nay trông ngon quá. À, đằng kia là bác Tám. Thank you.
trộm như này thì nó mới giữ được độ ẩm, đồng thời là rét là nó ấm, nó chóng nảy mầm. Rét 12, 13 độ thì rau của Kim Huệ cũng vô tư, 2-3 ngày nữa là nảy mầm thôi. Thu hoạch. Từ giờ ăn Tết rau của Kim Huệ cũng được thu hoạch và bán để ăn Tết. Ai ăn rau của Kim Huệ giờ ăn Tết alo nha để Kim Huệ ship. Rồi, được rồi, trở đi là Kim Huệ chỉ có chăm sóc thôi.